Ngày 10 tháng 7, UEFA đã gửi thư tới tất cả liên đoàn thành viên để giải thích về những thay đổi cập nhật trong cách xác định câu lạc bộ dự giải khi Champions League áp dụng thể thức mới từ mùa năm 2024 đến năm 2025. Trong đó, thay đổi quan trọng nhất liên quan đến cách phân bổ 4 suất bổ sung ở vòng bảng. Từ mùa năm 2024 đến năm 2025, số đội tham dự Champions League sẽ tăng lên 36 thay vì 32 như thể thức hiện hành. Một trong những suất bổ sung đó sẽ thuộc về liên đoàn đứng thứ 5 về xếp hạng tích lũy của UEFA trong 5 năm gần nhất. Suất thứ 2 sẽ thuộc về liên đoàn của đội vô địch Champions League mùa trước. Điều này đồng nghĩa với việc ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất vào vòng bảng Champions League nếu quy định này được áp dụng từ mùa năm 2023 đến năm 2024. Hai trong 4 suất còn lại sẽ thuộc về hai liên đoàn có thành tích tốt nhất trên tất cả giải đấu của UEFA mùa trước. Báo Tây Ban Nha AS bình luận thay đổi này sẽ giúp các quốc gia nhỏ hơn có thêm suất dự Champions League nếu các câu lạc bộ của họ thi đấu tốt ở Europa League hoặc Conference League. UEFA thay đổi thể thức của Champions League một phần để chống lại mối đe dọa từ Super League. Theo đó, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ khiến các giải vô địch quốc gia hàng đầu cạnh tranh mạnh mẽ hơn để giành suất thứ 5 vào vòng bảng Champions League. Từ mùa năm 2024 đến năm 2025, Champions League sẽ có 36 đội và thi đấu theo mô hình Thụy Sĩ, Swiss Model, như môn cờ vua và một vài môn thể thao điện tử. 36 đội dự giải sẽ được đánh số hạt giống dựa theo thành tích trong quá khứ. Theo mô hình này, ở vòng đầu tiên, đội thứ nhất gặp đội thứ 36, đội thứ hai gặp đội thứ 35. Ở vòng 2, các đội thắng vòng 1 sẽ gặp nhau, các đội hòa gặp nhau và các đội thua gặp nhau. Các đội điểm cao càng về sau sẽ càng dễ đụng nhau, tạo ra nhiều cuộc đại chiến hơn. Sau 10 vòng, 8 đội mạnh nhất sẽ vào thẳng vòng 1/8. 16 đội tiếp theo sẽ đấu playoff chọn ra 8 đội còn lại vào vòng 1/8. Các đội từ thứ 17 đến 24 sẽ xuống đá Europa League, còn 12 đội đứng cuối bị loại. Năm 2023 đến năm 2024 sẽ là mùa cuối Champions League thi đấu theo thể thức hiện tại. Giải sẽ bắt đầu với vòng sơ loại ngày 27 tháng 6 để tìm ra 6 câu lạc bộ cuối cùng dự vòng bảng. Sau khi xác định đủ 32 câu lạc bộ, UEFA sẽ bốc thăm chia bảng vào ngày 31 tháng 8. Các câu lạc bộ cùng liên đoàn quốc gia sẽ không nằm chung bảng. Trận chung kết Champions League mùa tới diễn ra tại Wembley, London ngày 1 tháng 6 năm 2024.